Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại Tuyết Mét Channel. Hôm nay mình có một account là ngon muốn tặng lại cho anh em. Thì trong này có Deluxe, Ninh Quang, Chai Ồ, Scroll cùng anh hai. Account này là của một người bạn đã xem mình từ rất lâu rồi. Thì hôm nay bạn đó không có tiếp tục chơi nữa vì bạn đi làm. Mình quyết định tặng lại cho mọi người. Thì đây là một cái tin mà mình không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Bởi vì lại một người nữa ra đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái ảnh có cái gì, cũng như cách lại để các bạn nhận được cái account này nhé. Đây, vô phần chính nè, account của em nó đây. Thì account này có Kết Queen, Deluxe và Chai Ồ, Scroll. Kết Queen, còn cùng mình mấy đây? Cùng mình không. Deluxe, cùng mình không. Nói chung thì cũng cùng mình không thôi các bạn. Nhưng mà những nhân vật này là rất là quan trọng. Không, những cái DPS rất là mạnh trong game, cũng như là support rất là tốt là có rồi, Scroll. Các bạn ngoài ra thì có con Ninh Quang, nếu các bạn muốn chơi thêm Ninh Quang vẫn được cùng mình hai. Cái team như vậy thì theo đánh giá của mình đối với bạn Free thì rất rất mạnh nha. Không có nạp tiền mà chơi như vậy thì ăn này rất là khủng đó. Bây giờ để coi bạn ấy còn nhựa. Ok, nhựa cũng chưa có phá hết nè. Các bạn hoàn toàn có thể chơi được với cái hàng này lên. Cài lên 45 rồi đi farm thánh di vật. Thì bây giờ mình sẽ nói tới cái cách để mà các bạn nhận nha. Thì các bạn cũng theo như cách thông thường là các bạn comment ở dưới. Rồi mình sẽ dùng cái phần mềm comment picker để mà chọn ra người được nhận cái account này. Thì mình biết là có một số bạn là không có nhu cầu chơi lại, tại bây giờ cài lại một cái ad mà AR35 thì cũng ngán đúng không? Thì các bạn nào mà không có ý định nhận cái account này, các bạn comment nhưng mà đánh thêm chữ no phía sau nha, để mình biết là các bạn không muốn nhận, để mình ro tiếp cho người khác. Rồi vậy thôi. Nội dung hôm nay thì mình sẽ nói về cái chuyện này, chuyện comment. Comment picker để mà chọn ra người nhận cái ạc. Đồng thời cũng chia tay người bạn nha. Cái ạc cao này là của bạn Trịnh Lâm. Ra bạn Trịnh Lâm đưa mình hai ạc lận. Bạn nghĩ bạn đưa mình hai ạc, nhưng bạn kia thì mình đang test bên con Kết Queen. Mà mình sẽ giveaway sau. Mình giveaway ạc này trước đi, nếu bạn có mà cài. Và cái video này thì mình sẽ chốt 2 ngày nhé, mình sẽ để 2 ngày để cho những bạn nào cần cũng có thời gian xem video mà biết là mình là giveaway. Chứ mình không để quá lâu để các bạn vô cài, để chứ để chi ngâm cả tuần, lâu lắc. Mình sẽ chốt 2 ngày rồi mình sẽ run, vậy thôi. Ok, video đến đây là kết thúc, chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều yêu thương bên người thân. Đặc biệt nhiều may mắn thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống nhé. Bye bye anh em, thương mến, xin chào. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done.